Vâng, xin chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn đưa giới thiệu anh em chúng ta một chiếc công ly tương đối là khủng của hãng Marantz. Chiếc công ly Marantz, model của nó là Exotic BM8MK2. Con công ly Marantz này mặt trước là màu vàng chanh, khá là đẹp. Và đặc biệt thì chiếc công ly này có chỉnh hai vế riêng biệt này, vế trái này, vế phải này, cho từng loại bắt này, mít. Marantz thì thường thường hay có càng mít và chép này, bắt mít chép chúng ta ưng chỉnh theo giống như cái volume tròn vậy thôi. Và cái này là tab equalizer này, này đứng muốn xài chế độ đó. Còn trong này là cái nút chuyển loa AB, A cộng B, mình đánh được hai loa luôn, bốn loa luôn nha, hai kênh đấy. Rồi lấy cái nắp này ra thì mình nhắn cái cảm loa, mình tác loa này. Rồi bốn bốn cái nút khá là đẹp, nói chung là con ly còn đẹp keng đấy, rất đẹp luôn các bạn ha. Đây ba lăng này, nút ba lăng này, mấy cái nút nó vạm vỡ lắm, nó đẹp cực kỳ đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng tháo ra nghe, tháo ra bên trong xem nha. Mình lướt qua một vòng, lướt qua một vòng vỏ gỗ zin luôn. Cứ con vòng này. Đây phía sau. Con này công suất nguồn nó cũng khá lớn, 400W. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta cùng tháo cái vỏ ra nha. Tháo vỏ ra để xem là tắt phía bên trong. Mình dắt luôn cái này vào cho nhìn cho nó đẹp. Rồi, đấy. Con ly mình tháo thẳng vỏ ra rồi, tháo luôn cái vỏ ra. Vỏ gỗ zin các bạn ha, mình tháo luôn vỏ zin ra để cho các anh em chúng ta đỡ mất thời gian theo dõi ha. Đây đây là cái vỏ của nó. Và bây giờ mình quay lại cái con ly này. Cái con ly khá là đẹp, các bạn nhìn xem cái mặt trước này, mình lấy cái này ra mình để dưới á. Miếng này khá là đẹp, miếng này nè, đây miếng này rồi, ok đấy, đẹp từng chi tiết. Ông Lima Răng Step BM8MK2 đấy. Con mà không có Step thì tất nhiên nó rẻ hơn ha. Con này BM8 rồi BM8 Step BM8MK2 đấy, có nhiều đời như vậy. Con này chạy 8 sò mà răng các bạn nha. Rồi chúng ta xem con đi, con là chỉnh chu đẹp chứ, cái tăng phô mà bốn cái tụ cũng khá là được. Đúng cái tủ có thông số của nó các bạn này. Đây 15.000 web luôn, 80W. Phía sau của cái ly khá là đẹp. Con này là công suất nguồn của nó là 400W, còn công suất ra loa của nó, loa 8 ohm là 150W, mà loa 6 ohm á là đến 170W. 8 sò Marantz, một bên 4 con nha. Một bên 4 con sò đỏ đen Marantz. Đó 2589 và con đỏ là 1109. Nhìn qua cái lỗ tế tẹo này. Rồi. Ok, các bạn nhìn thấy này. Chiếc ly khá là đẹp phải không? Rất là đẹp con này. Rồi các bạn, mình soi rất kỹ luôn. Đứng từ xa soi lại. Rồi, đấy. Và bây giờ chúng ta cùng lật lại xem ở dưới nữa nha. Đây, con ly khá đẹp các bạn nha. Đẹp ghê luôn. Xem lại một lần nữa bên cái con sò bên này này, sò zin zin tết hết đấy, tất cả đều zin. Các bạn nhìn trong đây các bạn biết những cái chân này mà nó còn mới là đẹp rồi. Rồi ok, chúng ta cùng xem phía dưới nha. Bây giờ Quý Nguyễn úp cái cơm lây lại, chúng ta cùng xem phía sau của nó này. Mình mở luôn ốc ra rồi, ốc vít màu đồng luôn, rất đẹp luôn các bạn nha. Cái ly này đẹp ghê luôn. Cái dưới này là có lớp simili nè, dưới cái tấm này hồng mạ thì người ta phủ lớp simili. Lấy ốc ra để xem cái phía bên trong của cái nắp đáy nha. Lấy cái nắp đáy ra này. Rồi các bạn cùng xem nha. Hai cái tủ tổng cộng ông ly là 6 cái tủ, 4 cái tủ cùng, 2 tủ này hai chất là 2 tủ rề.
Các bạn nhìn thấy cái dây không? Nguyên bản người ta còn quấn lại như thế này, cực kỳ đẹp luôn ha. Đấy. Rất đẹp. Rất đẹp. Bây giờ các bạn soi từng chi tiết này. Đấy, hợp lý rất đẹp. Các bạn đến nhà mình mở không được đâu, nhưng mà coi tin này là mở một lần rồi các anh em xem luôn. À, con này chạy sò mà răng luôn này. Sò mà răng luôn. Ok, đấy, rồi mình sẽ đóng lại nha. À, cực kỳ đẹp con này, này đẹp quá luôn mà. Đóng lại để test một cái đơn loạt. Và chiếc con này thì giá ra đi của nó là 25.500.000. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe một ca khúc qua chiếc công ly Marang Asotec BM8 MK2 nha. Xin mời các bạn, mình đang phối ghép chiếc công ly này với đôi Diatom 2000HR, bắt rất cực kỳ là mềm luôn, rất hay luôn. Xin mời các bạn cùng nghe nè. Từ đây những đêm trăng
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau.